Da ngăm à, nhuộm màu gì cho tôn da mà vẫn nổi vật chất? Vẫn nổi vật chất thì phải chắc là phải tẩy tóc rồi thì mới chơi được những cái màu nổi màu chất. Còn những cái màu mà không tẩy tóc thì chỉ những cái chơi những cái màu bình thường thôi, à, vàng nâu rồi là đỏ rồi là đồng rồi là tím bình thường thôi. Còn muốn muốn nổi vật chất một chút thì phải tẩy tóc. Mà tẩy tóc mà nhuộm những cái màu ví dụ như màu xám khói này, hay những cái màu hồng này, hay những cái màu xanh ấy, thì nó không tôn da, nó chỉ có nổi cái tóc của mình lên thôi, nó không tôn da. Thì để đạt được hai cái khía cạnh, một là tôn da và vẫn nổi vật chất ý, thì em có thể lựa chọn màu nâu trà sữa, cũng đang rất rất là hot ở thời điểm hiện tại, thì em cũng vẫn phải tẩy tóc đấy, sau đó em nhuộm vào nâu trà sữa hoặc là màu vàng khói đấy, nên Google search màu vàng khói cũng rất là đẹp. Đấy, nó có yếu tố vàng ở trong đấy, nó sẽ tôn cái da của em hơn rất là nhiều đấy, mà nó vẫn nổi nhá. Đấy, thì anh chia sẻ đơn giản đấy thôi, em tham khảo hai cái màu đấy là ok nhá. Còn những cái nhuộm những cái màu kia ấy, nó độc độc kia, màu khói, màu xanh hồng gì đấy, nhiều những cái màu tím đủng gì đấy, những cái màu đấy thực ra thì nó chỉ nổi cái tóc của mình thôi, nếu để mà tôn da thì nó không tôn nhá. Cảm ơn em.